Đền Đậu An còn có tên gọi là Đền An Xá hay Thụy Ứng Quán thuộc làng An Xá xã An Viên, huyện Tiên Lữ. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định công nhận Đền Đậu An là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Đền Đậu An có niên đại khoảng 2.200 năm, được xem là nơi đầu tiên và duy nhất thờ Ngọc Hoàng thượng đế và các thần tiên ở miền Bắc Việt Nam. Các hạng mục của ngôi đền mang đậm dấu ấn nghệ thuật thời hậu Lê, đan xen thời Nguyễn. Nổi bật và đặc sắc nhất phải kể đến tòa tháp cửu trùng bằng đất nung được xây dựng từ thời Lý Trần, tháp cao 9 tầng, biểu thị 9 tầng mây cao vời vợi của chốn cửu trùng. Ngoài kiểu kiến trúc cổ kính, Đền Đậu An còn lưu giữ được nhiều di tích cổ có giá trị nghệ thuật và thẩm mỹ. Đền Đậu An là một trong những địa chỉ nổi tiếng linh ứng, hàng năm nhân dân khắp nơi đến đây để dâng hương, chiêm bái, cầu bình an và hạnh phúc. Đền Đậu An nơi này rất là linh thiêng, và nơi này thờ vua cha Ngọc Hoàng, rồi Nam Tào Quốc đầu, thiên tiên địa tiên và tất cả các cung quảng của các ngài. Tôi đến đây để tôi lễ đầu năm và cuối năm. Thế thì tối năm tôi lễ tạ và đầu năm thì chúng tôi đến để xin các cụ cho các ngài cho quốc thái dân an, rồi cho các nhà nhà đều được hưng thịnh và con người tình người nó tỏa sáng này. Năm 1989, đền Đậu An được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia người dân thôn An Xá nói riêng và xã An Viên nói chung coi đền Đậu An là biểu tượng của quê hương và luôn có ý thức gìn giữ trùng tu di tích. Để có được diện mạo như ngày hôm nay, chính quyền, nhân dân địa phương và du khách thập phương đã đóng góp công sức và tiền của, tôn tạo nhiều hạng mục như đền mẫu, trung cung, cầu đá và chỉnh trang khuôn viên. Là một người dân rất là phấn khởi, tự hào về là có đền di tích lịch sử. Người của thôn An Xá và lúc nào cũng là giữ gì để cái di tích mỗi ngày để phát triển. Nhân dân thì đặc biệt là rất là có cái ý thức là tôn tạo bảo vệ, đóng góp công sức tiền của. Nếu tính hiện vật mà nhân dân là đóng góp trên 20 tỷ đồng trong cái việc tôn tạo xây dựng tới đây thì ban quản lý di tích xã rồi cái tiểu ban quản lý di tích đền tổ chức thành lập cái, cái tổ bảo vệ để đảm bảo cái an ninh trật tự cho di tích cũng như là cho du khách đến với di tích. Hàng năm, từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 4 âm lịch, lễ hội Đền Đậu An được nhân dân trong vùng tổ chức với các nghi thức cúng tế Ngọc Hoàng Thượng Đế, dứt kiệu thờ thiên tiên địa tiên và nhiều hoạt động văn hóa phong phú đa dạng, thu hút hàng nghìn du khách từ các nơi trong cả nước ý thức bảo tồn giữ gìn di tích của chính quyền và người dân xã an viên sẽ giúp những giá trị của di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền đậu an được lưu giữ và trường tồn mãi với thời gian